Đây, video này là tôi với cả em An sẽ lên gọi là thăm giàn phôi tiền tỷ. Chuẩn tiền tỷ luôn đấy nhá quý vị nhá. Em xin giới thiệu anh một cái xanh quê. Sao? Cái xanh quê. Nó em rất là tóm đắc các bạn ơi. Ui, đây, nó lù khắp hòn, lù bốn mặt. Và cười khá già này, nó xinh, nước nó vàng lắm. Nói chung nam niên mua thì nhiều nhưng mà để mà kiếm một cái cây quê nữa thì... Cây xanh quê này cốt giả thế. À. Mà lại còn lùn lực kia chứ. Dạ. À. Nói chung là... Kích thước đi. Anh xoay bốn mặt đã. Để mà cho nó biết cái độ kéo. Ôi trời, nói chung là nó vướng lắm. Nói chung như nhau rồi. Ừ. Nhìn này đã biết rồi, phôi. Nhiều cao nó chỉ có 35 thôi anh ạ. Ừ. Khoanh hơn 74. Ừ. Em xin báo giá cái là 52 triệu nhá. Ok, 52 triệu đấy. Cái động và xanh thì biết mặt nhau nhỉ. Mấy cây miền Nam kia thì đã ăn thua gì. 52 triệu. Vâng. Một cây. Vâng. Các anh ơi. Đấy, sang Nguyệt Quế này thì lại hàng này. Nói chung là đến đây nó nắng đấy anh. Phải nào tốt hơn ở dưới. Ừ. Ở dưới nó thiếu nắng thiếu gió. Chiều cao 80. Ừ. Chiều rộng là 85 ạ. Hoành thon là 46. Ừ. Em xin báo giá cái này là 12 triệu. 12 triệu. À. Ok. Đây là một cây xanh quê ạ. Anh xem này. Ừ. Quê nhưng mà nó lại là quê nù mà lá nó nhỏ đẹp này. Dày. Để mà nói cái nơi những người bình thường đâu bảo phân biệt thì cũng không biết được nam điên với quê đâu. Ừ. Nó như kiểu điên hạt ấy. Ừ. Đấy. Anh xem nó nùng khắp thần này. Cái này báo 16 triệu nhá. 16 triệu. À. Hoàn thiện rồi thì nó rẻ mà nó là phùi thì đất lắm. Ừ. Chiều cao là 66. Ừ. Chiều rộng là 78. Ừ. 16 triệu. Xanh quê. À, cái chỗ đó là 2 triệu rồi. Ừ. Kinh nhỉ. Cái cây ngoài này đắt không? Cây này chắc phải... Cái này chăm giữ nhỉ? Ừ. Anh dí vào cái hòn đó đấy. Nó chun khắp hòn đấy. Căn bản là nó cứ tùm rồi lọc ra thì lại không lớn được. Ừ. Có nhìn được không anh? Có nhìn được độ chun được không? Không nhìn được. Có khoảng hơi quay coi bên đây này anh thì còn nhìn được tí. Ừ, đây cây này còn ok. Đấy. Cây này chuẩn luôn. Đấy. Cây này bao tiền hả An? Đấy là 38 triệu anh ạ. 38 triệu. À, nó là ba vai không đóng ghép gì nhá. Ừ. Đây nguyên bản nhá. Đấy. Nó ở da lắm đấy. Nếu mà trời nước vào nó mang xe anh nhìn cái đồ chun đó đấy. Ừ. 38 củ. Cái này quay quá rõ luôn. Nó là 8 tầng. Ừ. Cái này là 85 triệu. Xanh 8 tầng. Vâng. Nói chung là đồ lùi tương lai. Nhưng chả biết nuôi đến bao giờ. Đồ lùi tương lai. Không biết nuôi đến bao giờ. Cao 45. Ừ. Em đi em đi muốn thì em phải mua. Còn em đi em không mua đâu nhưng mà phải mua. Cao 45 mà rộng 75 anh ạ. Ừ. Hoành thân ở đây khoảng độ 1m, 1m2. Ừ. Hoành thân này 1m2. Cái tơng mà đặc thế này cũng là hàng đặc chủng đấy. Ừ. Ít. Ok em. Đấy, cái này sắp hoàn thiện rồi. Rồi. Cái này sắp hoàn thiện á? Cách đây 4-5 năm này nó là 5 cây. Ừ. Nó ép làm một và bây giờ nó dính vào nhau rồi. Ừ. Cái này phải lọc ra mới quay được anh ạ. Ừ. Anh quay nốt đằng sau cái tán to kìa. Ừ. Các bạn nhìn. Bán phải vớt đi. Lợ lắm quá. Đấy. Đằng sau đây. Đằng sau nói chung mà nó được tứ diện và thẻ bạn bên đây.
Đây. Cái cốt này nó không đục đẽo nhiều anh ạ. Ừ. 48 triệu. 85 triệu. À 85 triệu. Vâng. À, cây kia mới là cái này. Cây này 38 triệu. Ờ, cây kia 38, cây này 85 triệu. Đấy quý vị thấy chưa? Động và xanh thấy biết. Biết mặt nhau chưa? Đấy. Ôi, em làm gì có tiền thì em cứ đi vay thôi. 85 triệu. Ok em. Con xì ra thì nó có thể là cũng dễ nhìn nhỉ? Ừ. Nhìn được không anh? Nhìn được, dễ. À, con này là 18 triệu. 18 triệu. À. Khí thành phẩm quá, khí con nó 15 triệu rồi đấy. Rồi nó vẫn còn dáng anh nhỉ? Ừ. Búp hồng anh nhá. Xì búp hồng, đúng không? Búp hồng. Nói chung là hai mặt cũng tương đối đấy. Có nhìn được không anh? Nhìn được. Nói chung là... Đấy, nó là già lắm đấy. Ừ. 18 triệu. Ok, 18 củ. Cái con này anh ơi. Con chọn những cái con mà nó còn nhìn được. Ừ. Rồi, nó là chùn này. Rồi đấy, những cái mâm để mà nuôi nó mâm thử. Không muốn cắt. Cái nơi thì là 22 triệu. 22 củ khoai. À, đấy, bị dế khá đẹp, cười già lắm. Ừ. Cây này. Đấy, cái này hôm trước em lọc đấy anh. Nuôi 6 tháng. Thì đúng rồi, cũng thấy nó đẹp hơn. À. Căn bản là mình nuôi mình cảm nhận đấy. Con này em báo 10 triệu nhá. À. Và nữa mình bấm hết lại đấy, xong rồi làm dầm nó thành một bông rồi. Một bông con rồi, xong rồi cái ngọn ra lại đấy. Nói chung là phải cảm nhận được, phải nuôi được, cảm nhận được thì mới thấy mua được. Còn mà mưa không biết nuôi rồi thì cảm thấy đắt lắm. Anh bảo nó chùn nó ra này. À đóng nha anh nha. Hai thân này nó không phải một cây nhưng mà nó dính vào nhau rồi. Cái dế nó ôm vào nhau rồi này anh. Đóng thì em bảo đóng nha. À, anh nhìn cái độ chùn rồi này. Đấy. Dạ. Thì mấy tiền? 10 triệu quá. 10 triệu. Ừ. Còn đây còn thấy hợp lý. Xì à? Xì búp hồng à? Con xì ra thì 13 triệu anh ạ. Chả có cái gì 13 triệu, có cái cục. Mỗi đúng mỗi cục. Cục à. Thực ra em mua đất thì bán đất, mua rẻ bán rẻ cũng không nghe thế nào đâu. Anh ạ, thật đấy không nghe thế nào đâu. 13 triệu. Rồi, ok. Đây cũng lại xì đây. Xì búp hồng. Cái này thì nó được 4 mặt. Cái này thì nó nhiều tiền anh này. Cái này 50 triệu rồi. Đấy, cao quá gẳng tay thôi. Cả là những cái giá em mua vào gọi là mua 9 bán 10. Mua 9. Em mua 45 triệu. Thì em bán 50 triệu đấy. Mà cũng như kiểu mình đang muốn bán bởi bớt đấy. Tại vì lắm quá, nợ nhiều quá lụt ngọn chết. Đấy, nhưng mà nó vẫn có dáng của nó đây anh. Rồi, vẫn chót rồi. Còn đây thì nó sắp hoàn thiện rồi đấy. Sắp còn phải vài năm nữa. Đúng rồi, nó chỉ thiếu mỗi ngọn được mà ngọn cắt giật bao nhiêu nhát rồi. Hai tay nó thì xong rồi, còn mỗi bông ngọn rồi này. Cũng phải vay năm nữa thôi. Mấy đồng? Còn đây là 60 triệu anh. Nó là hàng rụt rịt đấy, không dùng một cái giấy nào đâu mà cắt được từng đoạn. Đấy, dây đấy. Giấy là giấy uốn bẻ xuống thôi chứ không phải giấy. Thế là kéo nó xuống ấy. Van, pam, pam. Đấy. Đấy, chúng ta em quay đây tốt. Chỉ là giới thiệu thôi. Tốt, không nhìn thấy gì. Nếu mà anh em nào mà muốn xem kỹ thì cứ đến vườn nhà An đây. Đây này là 18 triệu rồi. Ok. Ok. 18 triệu. Chả có cái gì, mỗi cục, đúng rồi, mỗi cục. Cái này là 75 triệu anh ạ.
Nó đóng rồi này, đóng một tí rồi này. Đóng cái tròn. Ừ, đóng ở đây cho đỡ khuyết gì. 75 triệu. Phân này mua ở đâu? Phân lợn em bán mà. Em bán á? Ừ. Xấu rồi. Đây là phân lợn hay phân bò? Phân lợn anh ạ. Ừ. Bán thì như nào? Bán thì không ship được. Không ship được á? Bây giờ có cái tải họ nó chẳng nghìn rồi ship mất 200 mà bác nào có chịu chơi không? thế thì đến đây chở à? Ừ. Sao anh có thấy em để đâu? Em phải cất đi chứ cái loại đó phải để khô anh ạ, để ướt nó thối ùm rồi. À. Để khô một thời gian nó hoại mục ấy thì nó không mùi nữa. Ừ. Thế là thế thì ai mua thì đến đây chở à? Em ship một cái số đổ lại thôi. Ship một cái số thì nói chuyện gì. Nhưng mà có mùi không? À, đấy anh xem nó mùi tất cả cái đều kín phần chứ không phải một cái đâu mà nó có mùi gì đâu. Đây là từng này không anh? Từng này. Mà lâu rồi. Nhưng mà đéo biết đến bao giờ. Lâu qua đến lúc mà nó... Đến lúc mình ấy thì chắc con mình lúc ấy nó lấy vợ rồi. Em thì em phải nghĩ bây giờ thực ra các bác cứ thấy phổi nó sôi động quá. Nên em bị theo. Em vào theo nhưng mà thực tế là... Đấy lúc mà mình đối lạnh cười rồi thì cười nó xuống giá rồi. Đấy, nhiều lúc bỏ mẹ nhờ. Thôi đi em đi không chơi. Ừ. Cứ mua gốc rồi sao à, mẹ còn đắt hơn nữa. Ừ đấy. Thế cứ là đi nuôi đẹp cho thằng khác nó hưởng. Đúng không An? Nhưng mà nhiều người nuôi thành công anh ạ. Ừ. Có những người nuôi vay trăm lên vài tỷ đấy. Nhưng mà nó như đánh đề. Ừ. Có phải cái nào được đâu. 10 cây không được một cây đâu. Nó phải ấy, nó cũng phải tùy từng cây. Đấy, cái cây này em mua ngót 300 à cái này 65 triệu anh. Ừ. Anh trả lời còn đúng mà vẫn dễ nhìn. Ừ, vẫn nhìn được. Ừ. Còn đang 65 triệu là bán ra chưa bao ship đúng không? Hay bao ship rồi? Ừ, cái này lại phải alo để thỏa thuận. Tại vì báo thì báo giá các bác không mặc cả con suối để mua. Cười đây nó khó phết. 65 triệu. Vâng, cười đây quá khó anh. Đây cây này em mua 300 triệu rồi á. Đấy. Nên là bây giờ bán 320 à? Em ơi, mới em báo 450. 450 à? Ờ, cứ báo thôi, cái là con trả giá mà. Nhưng mà mua lâu rồi đúng không? Em mua không? Vâng. 3 năm rồi đó. Hơi lâu rồi đấy. Ừ. Còn đây lọc ra thì ướm phết anh nhỉ. Ừ. Cũng thấy đẹp đấy, thế nhưng mà ứ hiểu sao đắt thế. Đẹp thì đẹp rồi. Đẹp thì đẹp rồi, nhưng đắt quá. Ừ. Chả nhìn thấy gì rồi. Chả nhìn thấy gì, đúng thật. Chả nhìn thấy gì luôn. Cái góc ý xấu nhất, anh lại dí vào. Nhưng mà chả nhìn thấy gì. Đây, khuyết nhất cái góc này này. Ừ. Nhưng mà em không đóng ghép thì mà cho nó nguyên bản. Có quay lắm thôi, một số cây này quay được cây nào thì quay này. À, anh quay em cây này này. Ừ. Cái này ông chú ông gửi, em bán được 25 triệu ông này. 25 triệu. Ừ. Vãi. Đắt quá. Ừ. Là chôm 18 năm rồi. 8 thì 8, 18 năm hay 8 năm? 8 năm. 8 năm ông gửi 25 triệu, ông bị ảo rồi. Thế anh quê chứ đúng không? Điền đấy. Điền á? Điền đấy anh. 25 triệu. Cây này 25 triệu còn được thì cây ý 25 triệu. Cây này của em 55 triệu thôi. À, nó chun này nghe. Nó chảy như nến này rồi. 55 triệu. 55 triệu rồi. Nhưng mà cái giá này cũng chưa cộng mới. Cây này. Cây này thì có 5 triệu rồi. Quê anh nghe. À ừ, cây này cây quê. Em lại cứ khoái mua lù. Chính xác mỗi cây chỉ 5 triệu rồi mới đúng. Thật. 50 triệu có gì mà 50 triệu. Thế mới nhờ. Thì nào em có tin mà chửi ra. Ờ, mẹ 50 triệu đúng rồi. Cây này 5 triệu xanh quê nhá. Anh em ưng cây này thì giao lưu cũng được. Cái mặt kia mặt phải anh ạ. Trong này á. Ừ. Đấy, 5 triệu. Nu ghê ra. Bác nào mà mua ấy, mua là đến từ chở hai, nếu mà ship em cắt ngắn hết đấy nhá. Ừ. Không về nó cứ úp về ship thế nào được không? Ừ. Bác ở gần đi em thuê xe ôm chở. Rồi, có 5 triệu bạc rồi.
Còn đây là thành công này anh Mạnh ạ. Ừ. Chả quay được cái gì. Toàn lá là lá. Có người giả lái em 20 triệu em không bán không? Mà mình chả hiểu cái nào là nó đất thế. Rồi, rồi. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Nó hơi khó nhìn vì là hầu hết là toàn phôi. Để quý vị và các bạn có xem ưng ưng được cây nào thì cứ alo cho An hoặc là đến trực tiếp đây. Nếu mà có thời gian thì đến trực tiếp xem, thì ngắm, giao lưu với em nó thì ok. Vì những cái cây phôi này là quay nó hơi khó, trừ khi là nó phải vặt hết sạch lá ra thì mới dễ nhìn được. Đấy, An đây, An nó cũng biết mà, đúng không em? Vâng. Rồi, yeah, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thật chú xin phép. Em quay là để giới thiệu cho mọi người đến xem thôi, chứ còn thì bảo mà chi tiết là không chi tiết được. Phôi trên mạng khó. Ừ.